Xin chào các khán giả yêu mến của Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, sau nhiều thập kỷ không có sứ mệnh nào của NASA ghé thăm, giờ là lúc Kim Tinh nhận được sự chú ý đặc biệt của giới khoa học. Mới đây, NASA vừa thông báo sẽ cử hai sứ mệnh đến Kim Tinh nhằm nghiên cứu và giải mã tại sao bầu khí quyển của nó lại trở thành địa ngục như vậy và cấu tạo địa chất của hành tinh này. Tuyên bố mới được NASA phát đi vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Song song đó, tất cả các nền tảng của NASA như website, kênh YouTube đều đăng tải thông tin xác nhận dự án. Vậy hai kế hoạch khám phá Kim Tinh này là gì? Vì sao sau nhiều năm dường như bị lãng quên để ưu tiên cho Hỏa Tinh, giờ đây Kim Tinh lại nhận được sự chú ý như vậy? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé! Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Nằm ở vị trí thứ hai tính từ mặt trời, Kim Tinh được coi là hành tinh chị em của trái đất về nhiều phương diện như kích thước, khối lượng và thành phần cấu tạo. Ngoài ra, đây cũng là người hàng xóm gần chúng ta nhất. Tuy nhiên, trái ngược với hành tinh xanh của chúng ta, Kim Tinh sở hữu cho mình một thế giới vô cùng khắc nghiệt. Trong khi trái đất có nhiệt độ vừa đủ để cho nước tồn tại ở dạng lỏng, thì Kim Tinh với bầu khí quyển dày đặc carbon dioxide lại có nhiệt độ bề mặt nóng khủng khiếp. Nhiệt độ bề mặt của nó có thể lên tới 470 độ C, đủ sức làm bay hơi các vật chất ở trên đó. Sau nhiều sứ mệnh khám phá Kim Tinh của Mỹ và Liên Xô vào những năm 1970, 1980 và 1990, sự chú ý của các cơ quan vũ trụ đã chuyển sang các hành tinh khác. Họ đã ưu ái nhiều đến mặt trăng cũng như Hỏa Tinh. Vào năm ngoái, một phát hiện trên Kim Tinh khiến mọi người hết sức chú ý khi các nhà khoa học sử dụng kính thiên văn mặt đất quan sát bầu khí quyển Kim Tinh. Họ tìm thấy bằng chứng thuyết phục về vi khuẩn trong các đám mây. Ở thời điểm đó, Giám đốc NASA đã tuyên bố rằng đã đến lúc ưu tiên sao Kim. Chính bởi vậy, NASA đã quyết định chọn hai sứ mệnh tới Kim Tinh như một phần trong chương trình khám phá của NASA. Sứ mệnh vừa được phía NASA công bố vào ngày 2 tháng 6 vừa qua. Trong bài phát biểu của mình tại trụ sở, quản trị viên NASA Bill Nelson chia sẻ, hai sứ mệnh được gọi là Da Vinci Cộng và Veritas. Nó là lựa chọn cuối cùng từ 4 ý tưởng mà NASA đã chọn vào tháng 2 năm 2020 trong khuôn khổ cuộc thi Discovery 2019 của cơ quan này. Hai ứng viên khác sẽ đến thăm mặt trăng núi lửa Io của Mộc Tinh và mặt trăng lớn nhất của Hải Vương Tinh, Triton. Tất cả những dự án này đều được lựa chọn dựa trên giá trị khoa học tiềm năng và tính khả thi của sứ mệnh. Đầu tiên là sứ mệnh Da Vinci Cộng, nó dự kiến sẽ phóng đi vào năm 2029. Tàu vũ trụ của NASA sẽ thực hiện các quan sát khoa học trong hai cầu bay vào năm 2030. Nhiệm vụ của Da Vinci Cộng là sẽ đo thành phần khí quyển của Kim Tinh để hiểu cách nó hình thành và phát triển, cũng như xác định liệu hành tinh này đã từng có đại dương hay không. Khi tiếp cận gần Kim Tinh lần thứ ba vào năm 2031, tàu vũ trụ của NASA sẽ thả một tàu thăm dò hình cầu chứa đầy đủ các thiết bị tiên tiến hiện đại lao qua bầu khí quyển dày của hành tinh, thực hiện các phép đo chính xác về khí quyển và các nguyên tố khác để hiểu lý do tại sao bầu khí quyển của Kim Tinh lại đậm đặc như vậy. Ngoài ra, Da Vinci Cộng sẽ trả lại những bức ảnh có độ phân giải cao về các đặc điểm địa chất độc đáo trên Kim Tinh. Chúng được gọi là các tessera, có thể so sánh với các lục địa của trái đất. Điều này cho thấy rằng Kim Tinh có các mảng kiến tạo. Đây sẽ là sứ mệnh đầu tiên do Mỹ triển khai kể từ năm 1978 và kết quả trả từ Da Vinci Cộng có thể sẽ định hình lại sự hiểu biết của chúng ta về sự hình thành và phát triển của Kim Tinh. Thứ hai là sứ mệnh Veritas. Nó sẽ được phóng đi vào năm 2028, trước khoảng một năm so với Da Vinci Cộng. Trên thực tế, đây là phiên bản cải tiến nhiều từ tàu vũ trụ Magellan của NASA dành riêng cho việc khám phá Kim Tinh. Trước đó, tàu thám hiểm Magellan đến Kim Tinh vào năm 1990 và con tàu đã dành 4 năm để lập bản đồ bề mặt hành tinh bằng radar. Còn đối với nhiệm vụ lần này, nó cũng lập bản đồ bề mặt của Kim Tinh nhằm xác định lịch sử địa chất của hành tinh và tìm hiểu tại sao nó lại phát triển khác so với trái đất.
nó sẽ sử dụng công nghệ hồng ngoại lập bản đồ 3D của bề mặt, xác định các mảng kiến tạo, các núi lửa nhằm đánh giá xem chúng còn hoạt động hay không. Nếu có thì các núi lửa đang hoạt động như thế nào, chúng có giải phóng hơi nước vào bầu khí quyển hay không. Sứ mệnh Veritas được kỳ vọng sẽ cung cấp các phép đo địa hình tốt hơn 100 lần so với những gì mà Magellan đã làm được. Để thực hiện hai sứ mệnh, NASA đang trao cho mỗi dự án 500 triệu đô để phát triển, trong đó không bao gồm chi phí cho phương tiện phóng và các hoạt động sứ mệnh. Công việc của các kỹ sư dự án bây giờ là sẽ làm việc để hoàn thiện các yêu cầu, thiết kế và đưa kế hoạch của họ vào thực tiễn vào năm 2028 đến năm 2030. Dự án hứa hẹn sẽ là một cuộc trình diễn công nghệ cũng như các thí nghiệm khoa học, giống như NASA đã và đang làm với hỏa tinh. Kể từ sau chuyến đi gần đây nhất của NASA đến Kim Tinh, NASA đã đưa thành công nhiều tàu vũ trụ lên hỏa tinh, trong đó bao gồm 5 tàu thăm dò, 4 tàu quỹ đạo và 2 tàu đổ bộ. Nhiệm vụ của các sứ mệnh là tìm hiểu về lịch sử của hỏa tinh, tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống cổ đại và hiện tại nhằm đánh giá khả năng sinh sống của hỏa tinh trong tương lai. Và tất cả những dự án này đều thành công ngoài mong đợi. Với những thành công đó, chúng ta có niềm tin rằng các sứ mệnh kim tinh của NASA trong tương lai, chúng hứa hẹn sẽ là những sứ mệnh thành công. Ngoài hai sứ mệnh đó ra, NASA đã chọn một cặp trình diễn công nghệ để bay cùng sứ mệnh. Với sứ mệnh Veritas, nó sẽ được tổ chức sử dụng đồng hồ nguyên tử không gian sâu, được chế tạo bởi phòng sức đẩy phản lực JPL của NASA. Tín hiệu này siêu chính xác, giúp điều khiển tàu vũ trụ và tăng cường quan sát khoa học vô tuyến. Còn với sứ mệnh Da Vinci Cộng, NASA sẽ trang bị máy quang phổ hình ảnh nhỏ gọn, từ giải tần tia cực tím đến hình ảnh nhìn thấy. Thiết bị có tên là QVIS được chế tạo bởi Goddard. Dưới những quan sát này, các nhà khoa học có thể xác định bản chất của những chất hấp thụ cực tím chưa được biết đến trong bầu khí quyển kim tinh, khi mà bầu khí quyển của nó hàng ngày vẫn hấp thụ một nửa năng lượng đến từ mặt trời. NASA cho biết thêm, chúng tôi hy vọng những sứ mệnh này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về cách trái đất phát triển và tại sao nó có thể sinh sống được, trong khi những hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta thì không. Nằm không cách quá xa trái đất, lại được mệnh danh là hành tinh chị em của trái đất, nhưng thật ngạc nhiên là chúng ta lại biết rất ít về kim tinh. Với đường kính vào khoảng 12.103 km, chỉ nhỏ hơn đường kính trái đất một chút. Chính vì vậy, khối lượng của nó được ước tính tương đương 81% khối lượng của trái đất. Sau khi gửi các tàu thăm dò đến khám phá kim tinh từ những năm 1975 đến nay, chúng ta biết rằng bề mặt của kim tinh được bao phủ 80% là các đồng bằng và núi lửa nhẵn. Trên bề mặt có hai lục địa cao nguyên, một nằm ở bán cầu bắc của hành tinh, lục địa còn lại nằm ở phía nam đường xích đạo. Trước đây, kim tinh được các nhà khoa học xếp vào nhóm những hành tinh đất đá thiếu các mảng kiến tạo. Về cơ bản là nó không có những hoạt động địa chất trong hàng trăm triệu năm qua. Tuy nhiên, những khám phá gần đây đã thay đổi nhận định này. Các nhà khoa học đã xác nhận có khoảng 37 cấu trúc núi lửa đang hoạt động gần đây ở trên kim tinh và họ cũng đã cung cấp một số bằng chứng tốt nhất cho thấy kim tinh vẫn là một hành tinh có các hoạt động địa chất. Do phần lớn khí quyển của kim tinh là carbon dioxide nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính cực lớn làm cho bề mặt của hành tinh này nóng lên. Nhiệt độ ở đây có thể lên tới 470 độ C. Với nhiệt độ này, nó trở thành hành tinh nóng nhất của hệ mặt trời. Một số nhà khoa học từng cho rằng kim tinh đã có những đại dương trong quá khứ, nhưng nó đã bốc hơi khi nhiệt độ hành tinh tăng lên do hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Toàn bộ bề mặt của kim tinh hiện tại là một hoang mạc khô cằn với đá và bụi. Ngoài ra, trên kim tinh có bầu khí quyển rất dày, chủ yếu chứa carbon dioxide và một lượng nhỏ nitơ. Khối lượng khí quyển của hành tinh này lớn gấp 93 lần so với khối lượng khí quyển của trái đất, trong khi áp suất bề mặt cao gấp khoảng 90 lần so với trái đất. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, hàng tỷ năm trước, khí quyển của kim tinh từng khá giống với khí quyển của trái đất. Và một số giả thuyết cho rằng nước lỏng đã từng xuất hiện trên bề mặt của kim tinh. Nhưng sau chu kỳ từ 600 triệu đến vài tỷ năm, hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát khiến nước bốc hơi hoàn toàn và sinh ra lượng khí nhà kính tới mức giới hạn trong bầu khí quyển.
Mặc dù những điều kiện vật lý trên hành tinh này không còn thích hợp để duy trì những dạng sống nguyên thủy như trái đất, nhưng có thể trong quá khứ chúng đã từng tồn tại và khả năng có những dạng sống bậc thấp vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong bầu khí quyển của Kim Tinh. Vào tháng 9 năm 2020, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thiên văn học Tự nhiên. Khi các nhà khoa học quan sát và phân tích bầu khí quyển của Kim Tinh, họ tìm ra một hợp chất, đó là phosphat pH3. Ở trên trái đất, thông thường nó được tạo ra bởi quá trình nhân tạo hoặc chúng ta tìm thấy nó trong tự nhiên xung quanh một số loại vi khuẩn nhất định. Do đó, nhiều nhà khoa học đã tin rằng sự xuất hiện của hợp chất pH3 trên Kim Tinh có thể đến từ một số loài vi khuẩn nào đó đang ngụ cư trong bầu khí quyển. Tất cả những điều đó đều cho thấy rằng Kim Tinh vẫn là một hành tinh bí ẩn cần được khám phá. Chúng ta hãy cùng chờ xem NASA và các tổ chức khoa học khác sẽ triển khai những nhiệm vụ khám phá Kim Tinh như thế nào nhé! Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng khám phá về hai sứ mệnh của NASA được gửi tới Kim Tinh trong tương lai. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi khám phá các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!